1, 2, 3, vô. Chào các chú ấm mà, chú đi nội. Nghe mẹ hỏi nè, are we there yet? Yes. Where? Yeah. Yeah. Bây giờ mình đi đâu? Mình đi nội. Ok, nghe mẹ hỏi nè, con thích đi qua nội không? Dạ. Vậy, tại sao? Chơi nội có chú, nội có chú chơi chặt con. Ok, vậy nội, nội cho con ngủ ở đâu? Ngủ dặm, con... Nội cho chú chơi cho con ngủ xong, nội cho chú chơi cho con được. Wow, rồi nội có hát cho con ngủ không? Có. Ờ, hát làm sao? Hát tâm trang đi nước xa xôi. Ồ vậy á, rồi chú ngủ làm sao? Chú ngủ ở dặm. Đâu ngủ sao đâu, ngủ sao đâu, ngủ sao đâu. Ôi trời đất ơi, ngủ vậy đó hả? Rồi nội có tắm cho con không? Có. Có luôn hả? Wow. Nội wow. Có chỗ chơi cho con. Ok. Con hút nước con tưới cây phụ nội. Ồ, con hút nước con tưới cây phụ nội. Wow, gửi gì con mới thích qua nội đúng không? Wow, vậy con có hung nội không? Có. Con hung nội sao? Ồ, vậy á. Nội tên gì? Tên Sofa. Nội tên Hoa. Hoa. Ok. Rồi, vậy bây giờ con đi qua nội nha. Vậy con bye bye cô chú đi. Bye bye cả chú. Ok. Chú lên cười cho cô chú coi cái đi. Em rành 8 câu luôn á trời. Từ nó mở cửa cho mình luôn. Rồi sao nữa? Tắm lúc nào nữa? Tắm lúc nào nữa? Con không đi hả? Chúc mọi người sinh to rồi, phải lấy người kia rửa tay cho con. Ừ. Con từng dành tay. Ừ, con từng dành. Đúng rồi, chúc mọi người trình phải rửa tay cho con nè, để không cho con. Đúng rồi. Giỏi ghê chưa? Em mua ở quân. Em mua quân. Em mua chú. Em mua chú hả? I see. Em mua chuyên. Giỏi nha. Rồi các bạn, bây giờ là Tiết đang đứng ở ngay cái chỗ mướn xe gọi là U-Haul. Thì đó, phía sau lưng Tiết là toàn bộ những cái chiếc xe truck này. Đó là thì thường thường á, mình mướn chiếc xe này đa số là mình dọn nhà, mình phải cần mướn cái chiếc xe này để mình chở đồ đi. Đó, thì trong cái công ty này á, có rất là nhiều size. Dạng như minivan cũng có, xe bự cũng có, xe nói chung là cỡ nào cũng có hết. Thì cái giá tiền nó khác nhau. Thì để một hồi nữa khi Mr. Đạt ra, Tiết sẽ hỏi ảnh mướn cái chiếc xe này bao nhiêu tiền ha. Rồi cái vấn đề quan trọng nhất ở đây á, là một chút nữa Tiết sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện cái chiếc xe U-Haul này. Tại vì á, mỗi một lần á, mà Tiết thấy chiếc xe U-Haul này hoặc là đi ngang cái chỗ mà xe U-Haul này á, là Tiết không bao giờ quên được cái câu chuyện này hết. Đây là chiếc xe mà Mr. Đạt đã mướn nè các bạn. Đó, đây là toàn bộ chiếc xe U-Haul. Thì bây giờ hai chồng mình sẽ leo lên chiếc xe này và lái đi tới cái chỗ mà anh ấy sẽ pick up mấy cái fence, nó gọi là cái fence sao? Thì đúng rồi, còn nhớ mấy cây dài nữa, cây các cây cũng dài 12 feet luôn. Dạ, yeah, đó. Cây nó dài 12 feet luôn cho nên mình phải lấy cái chiếc xe 15 feet thôi. Thì đó, thì là rốt cuộc là mướn chiếc xe này để chở mấy cái đó thôi đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lên đường đây. Và mấy anh chị ở Việt Nam, ở Mỹ thì ai cũng biết, ở Việt Nam thì cái bằng lái xe 4 bánh thông thường của mình ở đây được phép lái chiếc xe này. Ok, bởi vì chiếc xe này cũng chỉ có 4 bánh thôi. Đặc sư 6 bánh. Tức là hả? Cái lẽ xe 2 bánh. Không,
chiếc cái bằng lái xe 4 bánh, có quyền lái chiếc xe 4 và 6 bánh. Nhưng mà nếu mà cái này là 8 bánh thì không được quyền lái. Vậy là không, em lái cũng được luôn đúng không? Đúng rồi. Cái này 6 bánh, ở ngoài sau 2 là trước nó ngoài sau 4 và trước 2 là 6. Thì mình có quyền lái. Nếu mà nó gắn thêm 2 bánh nữa là không được. Thấy không? Ok. Đó là cái anh hiểu thôi. Okay. Nhưng mà hiểu có đúng hay không chuyện đó anh không biết nha. Ok. Giờ em lên em phụ anh lơ xe. Rồi, bảo làm lơ luôn. Rồi các bạn, bây giờ là nãy giờ mình đang ở trong lô á, thì chạm đầu tiên là tụi mình shop ở chỗ này, mua mấy cái cây này về để cho Mr. Đạt làm cái giường là bầu giường gì đó không biết đó. Thì giờ là mình xong cái phần lô rồi, cố lên anh, cố lên đó. Giờ xong chỗ này là tụi mình sẽ đi thẳng xuống dưới cái chỗ gì đó ổng mua mấy cái hàng rào hàng thiết gì đó không biết, mà lái xe cũng cả tiếng đồng hồ á. Nãy giờ vô trong đó một buổi trời mua được mấy cái cây các bạn, nặng lắm luôn á, nãy tí ổng khiêng lên chiếc xe mà đuối luôn đó. Giờ mình sẽ phụ anh ấy khiêng lên xe. Dạ, em phụ với anh nha. Một miếng này á, chiều dài của nó là 12 feet, chiếc xe của mình là 15 feet, vẫn không để được chiều dài như vậy, mình phải để nghiêng để xéo luôn vào, tại vì nó tính 15 feet, nó tính luôn cả cái chỗ lặt chặt đó. Không, nếu mà mình mướn chiếc xe mà 9 feet 10 feet là mình thua. Ok. Không, chút nữa cái kia 16 feet mình phải bẻ cong nữa. Rồi em phụ với anh. Đây là cái tiệm mà Mr. Đạt mơ ước được tới. Tới đó anh chỉ cho dạ coi cái đống cát này, không biết đây tụi nó có bán không. Đống cát gì? Đống cát gì? Ồ, đống phân này hả? Hỏi tụi nó. Không biết tụi nó có bán không mà. Đi đâu có cái này, anh nghĩ cái này free. Dạ hả? Ổng đi đâu mà ổng mà thấy phân là ổng khoái lắm. Ngộ ghê luôn. Tùy theo loại phân vậy. Trời ơi, không phải phân nào anh cũng khoái đâu nè. Rồi các bạn, đây là cái trạm cuối cùng. Hiện tại mình đang ở Home Depot. Thì anh ấy vô gom thêm một mớ cây nữa. Đó, về nhà ổng làm cái gì đó mình thở không biết nữa. Nhưng mà nói tóm lại là những cái hàng rào, cái fence màu kẽm bằng kẽm này các bạn thấy không? Vì nó mà mình phải tốn tiền mướn nguyên một cái chiếc xe luôn. Nói tóm lại là nguyên cả ngày hôm nay tốn khoảng trong vòng 500 đồng bạc. 500 đồng luôn tiền xe nguyên với tiền đồ. Dạ. Thì hồi nãy Tiết vô cái chỗ kia là Tiết mua được một bịch đồ ăn đó cho hai em kia, và mua thêm một cái nệm nữa đó. Cái nệm kia hai em cắn banh tao lông luôn. Cái này em nghĩ nó cũng cắn vậy được thôi, thì bởi nhưng mà mình để nó nằm dưới đất thì mình thấy tội nghiệp quá, đó không sợ em bị đau lưng. Bởi vì mình thấy thắc mắc, nó ủa gì cười, có vấn đề cười trong đây. Mệt quá. Xin chào tất cả các bạn, trở lại với bầu trời Boston and Family. Bữa nay, bây giờ mình ăn phở nha các bạn. Đây, đây là phở của mình đây, phở trứng gà. Phở ăn liền. Đó. Còn này mì ăn liền. Cái này hủ tiếu Nam Giang. Hủ tiếu Nam Giang hả? Mì Nam Giang. Sáng giờ mình đi chạy lòng vòng, bây giờ về nhà hả, làm nấu đồ ăn không nổi nữa. Nên giờ mình chỉ có ăn cái gì mà nóng thôi. Anh vẫn thấy cái này là good nhất trong lúc mình đói bụng nhất. Đúng rồi, em biết mà, bởi vì trong lúc đói bụng nhất ăn cái này là good nhất. Good nhất nha. Yes. Nhanh gọn lẹ nhất. Nhưng mà nếu mà có thời gian nữa, hoặc là tí có tí nói chung là có thời gian thôi. Ừ. Là tí sẽ nấu hủ tiếu Nam Giang, tại mình đang thèm hủ tiếu Nam Giang. Vậy hả? Giờ mình ăn phở ăn liền đi. Hấp dẫn quá. Y như mùi phở luôn chứ bộ.
Nhưng mà anh không hiểu tại sao mà mỗi lần vợ làm cái này là vợ nhất định phải bỏ cái trứng gà trong đó làm chi vậy? Anh không hiểu. Cho anh có ăn bổ. Không, cái trứng này nó làm cho cái này tanh tanh. Ồ vậy hả? Ừ. Ôi, đứng đồ đó. Dạ. Em cũng ăn bỏ hộp gà nè. Dạ, sư. Cái bạn ăn mì gói mình bỏ hộp gà ăn cũng chịu nữa. Có hộp gà mới ngon. Ngon. Sao là tanh? Thì có tâm vợ, nhưng mà cái mì gói trong thời gian đói ăn rất ngon. Em nấu là ngon. Cái này nấu nước sôi bỏ vô thôi, anh cũng nấu được vậy thôi. Nhưng mà bảo đảm không bao giờ ngon. Anh phải bỏ rau, bỏ này bỏ kia. Trời đó, tôi hai đứa tụi nó. Ê, ai cho cắn chết? Nhả ra, cô bì, bê gì? Nhả ra. Xin chào mẹ. Thank you, good boy. Okay. Kobe, this is no Kobe. Kobe, this is no, yep, okay. À, đây, mình đi mình phải mua quà cho hai ẻm nữa. Đó. Mình nghĩ hai cục xương đó là hai cục xương thiệt, nhưng xong rồi cái họ bỏ những cái chất gia vị gì vòng vòng đó, giống như ốp rang rồi cái gì đó, thấy không? Giống như ốp gia vị vô những cái đó đó. Nên là tụi nó ăn cái này nó ăn lâu lắm á. Wait, Daisy. Kìa, đó, Linh đi chỗ khác trốn luôn kìa, coi kìa. Dễ sợ luôn. Bà này Linh không nổi. Con bự quá đó nhận. Bà nhỏ Linh không nổi. Ok không? Trốn, con bị nó trốn. Tới nó coi con kia ăn cái gì. Dễ thương không? Nó chốt. Rồi đó, coi kìa. Đúng rồi. Thôi bữa nay mình sẵn bây giờ mình sẽ kể cái câu chuyện chiếc xe du ho cho các bạn nghe. Là như vậy. Mỗi lần mà mình thấy cái chiếc xe du ho là mình không bao giờ quên được cái câu chuyện dọn nhà. Câu bạn gọi là kỷ lục của hai vợ chồng Tiết với anh Đạt. Tiết phải nói là kỷ lục luôn. Khi mà Tiết với anh Đạt mua căn nhà này nè, là lúc đó là giống như là mình mua được rồi thì mình lên kế hoạch là giống như cái ngày đó mình sẽ dọn vô cái nhà này, thì là mình đã coi như là đồ mình đã đóng thùng sẵn hết trơn ha các bạn. Thì mình đã đi mướn xe rồi nè, và đồng thời mình cũng đã mướn hai người gọi là người mễ á. Đó là cái ngày đó mình hẹn hai người đó tới, mình sẽ tới rước người ta, xong rồi người ta tới phụ dọn nhà, là ở đây là người như thường như vậy. Rồi xong cái ngày đó sáng Mr. Đạt đi lấy xe du ho giống vậy luôn, rồi bắt đầu cái tới giờ hẹn 10 giờ mình tới, mình rước người ta không tới, hai người đổi ý sao mà không báo không có gì hết trơn, không báo luôn, gọi điện thoại mất điện thoại luôn, mất điện thoại luôn. Rồi rốt cuộc trời ơi, lúc đó là bữa đó đó nha, là Tiết anh Đạt với mẹ ở nhà để mà chuẩn bị dọn nhà, còn bé Thanh á thì lúc đó là Tiết để bé Thanh đi làm, để bé Thanh coi tiệm giùm cho Tiết. Đó là mới có hồi năm ngoái thôi à. Trời ơi, các bạn biết không, tự nhiên nguyên một cái nhà luôn, đồ tùm lum mà không có người phụ luôn, mà các bạn biết là ở trên lầu nữa mà khiêng xuống đâu phải dễ đâu. Trời ơi, Tiết với anh Đạt bữa đó xanh mặt luôn, nó bây giờ kiếm không có người đâu ra liền lúc đó, mà xe mình đã mướn rồi, vậy chẳng lẽ mình để đó. Dạ, mình phải dọn ra trước đầu tháng nữa, có nghĩa là mình đang nằm ở trong cái tuần lễ cuối tuần cuối tháng rồi, mình phải dọn ra trước đầu tháng nữa. Tiết với anh Đạt phải lính quýnh luôn, không biết sao nữa. Bắt đầu Tiến mới nói thôi để bây giờ em đi chạy ra chỗ Home Depot khác để em kiếm coi có người nào rảnh đứng đó không. Nhưng mà anh Đạt nói giờ đã hơn 10 giờ gần tại trưa rồi, mà bây giờ em chạy đi em kiếm nữa, rồi lỡ không có nó hoành về rốt cuộc mất nguyên ngày. Nguyên luôn. Ngày không dọn được, không làm được hết. Anh Đạt nói bây giờ dọn được nhiêu dọn. Xong cái Tiến với anh Tiến mới suy nghĩ, nó dọn được nhiêu dọn. Rồi các bạn không thể tưởng tượng được. Thì cái nhà trên lầu gì, mình khiêng từ trên lầu mình khiêng xuống. Xong rồi cái cầu thang á, tiết giờ tiết diễn tả các bạn ha, cái cầu thang á, anh Đạt anh mới lấy một cái miếng dán, anh lót từ cái cầu thang anh lót xuống dưới đất. Thời tiết từ ở trên á, tiết lấy những cái thùng mà mình đã bỏ vô thùng rồi gì, là mình đẩy xuống cái cầu thang đó, kêu một cái rẹt, đẩy xuống miếng dán, ổng đứng ở dưới, ổng bóc cái thùng đó, ổng quăng lên chiếc xe du ho này, đó mà cứ như vậy,
Nhưng mà đâu phải đơn giản vậy, là Tiết phải khinh từ ở trên lầu xuống tới cái chỗ đó trước, xong rồi Tiết mới đẩy cái thùng đó xuống cái miếng dán đó, thì anh Đạt mới rinh cái thùng đó lên chiếc xe. Mà làm như vậy cho tới khi nào đầy chiếc xe ha. Đẩy chiếc xe xong gì, lái chiếc xe đó từ ở bên cái nhà đó chạy qua bên nhà bên đây, bỏ xuống Nghi Trang, chạy bên đây bỏ ngay tại chỗ này luôn, ngay tại chỗ Tiết đang ngồi luôn ha. Xong rồi ổng mới lái cái chiếc xe đó ngược về trở lại cái chỗ mà mình đang dọn nhà. Tiếp tục như vậy. Mà các bạn tưởng tượng đi, Tiết với anh Đạt khiêng nha, Tiết chỉ khiêng máy giặt với máy sấy là ha, Tiết với anh Đạt khiêng máy giặt máy sấy luôn nha các bạn. Hai vợ chồng thôi đó. Khiêng máy giặt máy sấy. Để có con mũi em cứ việc nói đi. Khiêng, ổng lấy cho Tiết nguyên một cái bèo, cái dây bèo nha, choàng vô một cái lưng, Tiết một sợi, ổng một sợi, là hai vợ chồng khiêng cái máy giặt. Máy giặt với máy sấy đó bằng cái sợi dây bèo đó đó. Khiêng đó bỏ lên chiếc xe du ho chạy qua bên đây, khiêng đó bỏ lên nhà này, xong rồi khiêng thẳng lên trên lầu luôn. Các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái nhà đó là toàn bộ là chỉ có Tiết với anh Đạt là cái người khiêng thôi. Khúc chiều, lúc đầu lúc khúc chiều á, bắt đầu Tiết mới nhờ Khoa là bạn trai bé Thanh đi làm ra, thì Khoa bé Thanh đi làm ra là sẽ chạy tới phụ với Tiết được chút xíu buổi chiều. Nhờ không nhờ Khoa bữa đó là cũng te tô luôn. Nhưng mà nguyên buổi sáng tới buổi trưa á, là chỉ có hai chồng thôi. Tại vì mẹ, Tiết không có để mẹ khiêng đồ nặng. Nhiệm vụ của mẹ là mẹ xếp đồ vô thùng, xong rồi mẹ tới đây là mẹ lôi đồ từ trong thùng ra thôi. Còn những việc nặng là hai vợ chồng Tiết làm hết. Các bạn vừa làm là chỉ có coi như là tập trung vô làm thôi, không có nghĩ tới cái chữ mệt luôn. Mình cố gắng mình làm như thế nào để cho mình dọn xong cái nhà thôi. Tại vì đó là mình quá vui rồi. Giống như là mình dọn được vô căn nhà mình mua, mình mừng quá. Nhưng mà bây giờ mình cứ nghĩ tới không có người mất người thì mình sẽ làm không có xong gì. Khoảng dọn tổng cộng là 3 chuyến xe. 3 chiếc là nếu mà có hơn là tại vì những cái lặt vặt mà ba cái đồ trồng cây của anh. Mà đồ cộng mà với lại tưởng tượng như nó nhiều trời. Mấy cái đồ trồng cây, mấy cái đồ ào cá rồi này kia nọ đó là mình bỏ vô một chiếc nữa. Nên là có thể là chiếc thứ tư là đa số là đồ của Đạt với lại đồ chụp hình của Đạt nữa. Nói chung là những cái đồ mà mình cần thiết thôi. Nệm là Tiết dục lại luôn nè. Tủ, những cái tủ nào trong cái phòng mà lạnh cũ này kia là Tiết bỏ lên hết luôn. Tiết không dở luôn. Tại vì dở không nổi nữa. Thứ nhất lại là cái nệm á, mình khiêng lên nó khó lắm, không khiêng được luôn. Chỉ là khiêng những cái tủ, những cái thùng thôi. Đó, máy giặt, máy sấy là mình phải xài. Tại vì cái đó mình cũng mới mua. Mà nó nặng, chỗ các bạn biết hả? Trời, phải nói là bữa đó xong một cái là nguyên một ngày luôn á nha. Là chỉ uống nước tăng lực thôi. Bởi lâu lâu mình, mỗi lần mình thấy chiếc xe du ho, mình nhớ tới cái cảnh mình dọn nhà. Mình mới nói không ngờ tại sao lúc đó mình lại có nhiều sức để mà mình dọn vậy luôn á. Nhưng mà tại vì lúc đó cũng như là mình đang vô cái thế đó rồi, là mình không có thấy mệt. Mà các bạn tưởng tượng đi, dọn xong thì dọn từ nhà cũ qua nhà mới, mình nói vậy đi ha, nhà mới. Xong rồi mình phải đem những cái thùng đồ đó vô trong nhà, xong rồi mình phải đem lên trên lầu ha, rồi mình sắp ra. Rồi các bạn biết tưởng tượng đi. Mình cuối tháng 7. Cuối tháng 7. Dạ. Cuối tháng 7 là đầu tháng 8 là mình đã có cái ở trong đây rồi. Tức là nóng á, ý mình nói là nóng á nha. Mà hồi lúc mắc cười lắm, lúc Tiến Đạt đang ở cái nhà mướn đó. Thì á hai chồng có nói hả? Hy vọng á là mình mà dọn nhà là mình sẽ mua được căn nhà để mà mình dọn đi, chứ mình không muốn dọn đi mướn căn nhà khác. Đúng rồi. Đó, hai chồng là mơ ước vậy. Thì không ngờ là sự thật. Đâm ra khi mà dọn ra được cái nhà đó, mình đi mua nhà mình mừng quá, mặc dù không có người phụ thiệt. Nhưng mà quá mừng rồi, đâm ra hả cứ tập trung mà hai chồng làm vui lắm nha. Cười tí ta tí tởn. Đeo hai cọng beo. Lúc đó tiếc là mình không có. Lúc đó tiếc là mình không có làm YouTuber. Hai đeo cọng dây beo ngay từ cái lưng gàn qua cái bụng các bạn. Ổng một sợi tí một sợi. Cái máy giặt nằm chính giữa đó. Cái máy giặt nằm chính giữa hai vợ chồng. Đi tổng tẻn khiêng lên trên xe luôn. Máy giặt với máy sấy. Máy sấy luôn, các bạn tưởng tượng đi. Hai giờ người. Rồi vậy đó. Bởi vì mỗi lần mình thấy chiếc xe du ho là mình nhớ kỷ niệm dọn nhà, kỷ luật của hai vợ chồng. Dọn xong á, nhìn vô căn nhà này nguyên một đống đồ luôn. Chày chân, Tiết chày chân chảy máu quá trời luôn. Tay chân chày chảy máu chân. Đó, rồi xong cái bắt đầu cái qua bên đây sắp đồ ra này kia nọ cũng vui. Bởi vậy, kỷ niệm. Đó, mỗi lần mưa leo lên chiếc xe du ho là thôi, không bao giờ quên được cảnh dọn nhà. Ok. Thôi xong đi. Bây giờ em ăn cái của em cả. Bây giờ mình sẽ đi ra xe, mình bỏ đồ xuống, để một đống ở đằng kia, cho nên có thể một tuần hai tuần sau luôn á,
là các bạn có nhìn thấy sang bên kia thấy một đống đồ thì hiểu ý của mình, không cách nào mà mình có thể làm thì kịp hết đâu ha. Mình mệt bây giờ mình tiếp giờ tiếp phải chạy ra tiệm tiếp đón mẹ với bé Thanh. Dạ. Tiếp đón mẹ. Mình mấy đồ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Hai Chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family, và xin tiếp tục ủng hộ Hai Vợ Chồng Đạt. Còn nhiều video sau nữa. Mình sẽ làm về cái project mà mình đi mua đồ bữa nay. Thì các bạn đón xem. Rồi cũng không quên chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và đây gì. Bye bye. Bye bye nào.